Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Nai quê tôi. Hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực đó chính là chợ Tam Hiệp để cập nhật tình hình cho mọi người cùng theo dõi. Và ngày hôm nay thì mọi người có thể thấy trong 24 giờ qua biểu đồ bắt đầu đã đỏ hết. Chỉ duy nhất hai phường là Tân Tiến, Tân Vạn màu cam và cuối cùng là Thanh Bình màu vàng. Lúc này tình hình tại khu vực thành phố Biên Hòa rất là căng thẳng. Vào buổi sáng ngày hôm nay, ngày 6 tháng 8 năm 2021, toàn tỉnh đã ghi nhận 817 ca dương tính. Đây là số ca kỷ lục tại Đồng Nai, trong đó có 33 ca phát hiện sàng lọc và 784 ca là trong khu cách ly phong tỏa. Và thành phố Biên Hòa ngày hôm nay đã có 369 ca, một số ca kỷ lục. Trong đó Long Bình chiếm 116 ca, Hóa An là 54 ca, Tân Biên là 46 ca, Hố Nai là 24 ca và Hòa Bình là 22 ca. Một số ca rải rác ở một số nơi khác. Bên cạnh đó thì Nhân Trạch ngày hôm nay có 209 ca, thuộc Hiệp Phước 144 ca, Long Thọ là 36 ca, Phước Hiền là 21 ca. Và trong một số ca phát hiện tại Nhân Trạch thì chủ yếu là ở công ty ba tại chỗ Action Combo Cities. Còn về huyện Vĩnh Cửu thì sáng nay đã ghi nhận 142 ca, trong đó Thạch Phú có 132 ca, Trảng Bom là 33 ca. Và hiện nay tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư lên đến 7.145 ca, trong đó thành phố Biên Hòa chiếm nhiều nhất là 3.413 ca, Nhân Trạch là 1.199 ca, huyện Vĩnh Cửu là 1.171 ca, Trảng Bom là 384 ca và Thống Nhất là 221 ca. Như vậy, toàn tỉnh Đồng Nai hiện nay số ca tử vong là 46 ca. Và lúc này thì mọi người có thể thấy là tỉnh Đồng Nai tình hình ca nhiễm ngày càng phức tạp, và đặc biệt là thành phố Biên Hòa lúc này các bạn thấy là một ngày hôm nay thôi mà 817 ca, một số ca kỷ lục so với các ngày trước. Riêng thành phố Biên Hòa là có 369 ca. Đây cũng là một trong số ca kỷ lục tại thành phố Biên Hòa. Con đường mà chúng ta đang đi là con đường Phạm Văn Thuận hướng đi về thành phố Biên Hòa. Và khu vực này chúng ta đang đi trên đường đó chính là khu vực Tân Mai. Góc tay trái của chúng ta đó chính là chợ Tân Mai. Và vào lúc này tại khu vực phường Tân Mai đã ghi nhận 44 ca dương tính. Đây mọi người có thể nhìn thấy hai bên đường, đường xá rất là vắng. Đây bên tay trái của chúng ta đó chính là phường Tân Mai, ta rẽ vào trong đây. Vào trong đây thì chúng ta sẽ gặp được nhà thờ Tân Mai. Còn phía góc bên tay phải chỗ này đó chính là nhà thờ Tân Lộc. Đường xá Biên Hòa lúc này rất là vắng và mọi người có việc cần thiết thì mới ra đường. Đặc biệt là tại các phường thì sẽ có giấy đi chợ cho chúng ta vào cách 3 ngày một lần. Và mọi người lưu ý khi chúng ta ra đường và có phiếu đi chợ thì chúng ta nhớ là chúng ta đi trong cung đường mà phường cho chúng ta giới hạn để chúng ta đi. Chứ các bạn đi tùm lum là các bạn cũng sẽ bị phạt. Và trong giấy đi chợ có ghi rõ ràng là chúng ta sẽ đi vào ngày bao nhiêu, cũng như là chúng ta sẽ được mua đồ ở những khu vực nào, ví dụ như là Cốt Mắc Tân Tiến, hay là Bixi Long Bình Tân, Bixi Tân Hiệp, hay là Lotte Long Bình. Đó là những nơi địa điểm chúng ta có thể mua, hoặc là Bách Hóa Xanh hay là Vinmart.
Đây là khu vực ngã tư Vincom hay còn gọi là ngã tư Lạc Cường. Và bây giờ tôi sẽ rẽ tay trái để vào đường Võ Thị Sáu hay còn gọi là đường Năm Nối Dài. Đây được mệnh danh là con đường ăn uống tại thành phố Biên Hòa. Và khu vực này là các hàng quán ở đây rất là sầm uất. Và bữa nay thì mọi người có thể thấy là các hàng quán ở đây đều đóng cửa và không còn kinh doanh gì nữa. Đây mọi người nhìn thấy là đường rất là vắng. Đây, khu vực phía bên tay phải của chúng ta là dự án sắp sửa họ sẽ xây các nhà liền kề và cũng là trung tâm mua sắm. Đây là khu vực sắp tới là sẽ rất là sầm uất. Bình thường mà chúng ta đi dọc trên con đường này vào buổi chiều thì khu vực này rất là sầm uất. Các quán nhậu, quán ăn cũng như là đồ uống ở đây tập trung rất là đông. Nhưng bữa nay thì mọi người có thể thấy là con đường này được mệnh danh là con đường buồn. Nhìn cái quang cảnh rất là buồn. Các quán xá đóng cửa hết luôn. Dọc bên đây phía bên tay trái của chúng ta có một số quán cũng rất là nổi tiếng như là Cát Tân 2. Đây Cát Tân 2 này. Rồi những người bạn. Rất là nổi tiếng. Ở đây có quán Bảy Quan cũng nổi tiếng bên tay trái của chúng ta này. Dân ăn nhậu vô đây rất là nhiều. Đây góc chỗ này cũng có một cái quán ăn rất là nổi tiếng. Đó chính là Kasserine. Khu vực này là khu vực rất là phát triển và bữa nay thì mọi người thấy là hai bên đường đang là sửa chữa. Đây đến chỗ này thì nếu mà mọi người rẽ tay phải thì chúng ta sẽ vào chung cư Tô Bắc Quynh tại khu D2D phường Thống Nhất và cách đây 2 ngày tại khu chung cư này đã có F0 và hiện nay đã phong tỏa chung cư này trong 21 ngày bắt đầu từ ngày 4 tháng 8. Đây mọi người có thể nhìn thấy qua hình ảnh đang là test nhanh cho một số người sinh sống tại chung cư này.
Đây, khu vực chỗ này có một số quán karaoke rất là đông luôn nè. Nhưng bây giờ đã đóng cửa hết. Và bây giờ con đường năm hiện nay cũng đang là sửa chữa. Và mọi người thấy là họ đang đào bới lên. Đây, chỗ này cũng rất sầm uất. Bình thường vào buổi tối cuối tuần thì dọc dọc chỗ này quán cà phê đang ngồi rất là đông, cũng như là phía bên đây quán lẩu tôm Nam Ri rất là nổi tiếng. Và với tình hình dịch bệnh diễn ra căng thẳng như thế này thì mọi người cũng như là các hàng quán đều đóng cửa và không hoạt động nữa. Và lúc này mà tìm được một tiệm bán bún mọc hay là bún riêu thì rất là khó. Lúc này chỉ có ở nhà chúng ta nấu thì may ra còn có, mà nhiều khi cũng chẳng có tại vì nguyên liệu không có để cho chúng ta nấu. Và trên đây là cập nhật tình hình tại khu vực Tân Mai cũng như là tại thành phố Biên Hòa, đường 5 nối dài để mọi người cùng theo dõi. Đến đây kênh Đồng Nai quê tôi xin lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và bình an để cùng nhau vượt qua đại dịch. Và nếu yêu mến kênh Đồng Nai quê tôi thì mọi người có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai quê tôi.